Xuân Bắc nói gì về việc không tham gia táo quân? Sự vắng mặt của Nam Tào Xuân Bắc và bắt đầu công lý trong giàn táo quân 2022 khiến nhiều khán giả hụt hẫng, tiếc nuối. Ngay sau khi kíp sản xuất hé lộ những cảnh quay đầu tiên, táo quân 2022 đã gây hụt hẫng vì sự thiếu vắng nhiều gương mặt gạo cội của chương trình như nghệ sĩ nhân dân công lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, MC Thảo Vân. Thế chỗ vị trí của nghệ sĩ nhân dân công lý và nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc là hai diễn viên trẻ duy nam và trung ruồi, cả hai sẽ là Nam Tào, bắt đầu kế cận bên cạnh Ngọc Hoàng Quốc Khánh năm nay. Trước thông tin giàn cán bộ Thiên Đình thay đổi nhân sự, đoạn video Duy Nam, Trung ruồi từng giả dạng Nam Tào, bắt đầu ở Táo Quân 2019 cũng được cư dân mạng chia sẻ lại. Cụ thể, trong video, cả hai vào vai Phó Thiên Lôi, ngay mở màn buổi trầu, vì quá tò mò và khao khát được trở thành cận thần thân thiết của Ngọc Hoàng nên bộ đôi đã mặc trộm bộ đồ của Nam Tào bắt đầu. Khi bị Nam Tào Xuân Bắc bắt gặp hành vi khuất tất, bộ đội liền chống chế và có lời giải thích, thực ra em có ước mơ bao lâu nay được trở thành bắt đầu ạ, à? em có ước mơ ngày nào đó được trở thành Nam Tào nên mạo muội lấy quần áo của anh. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trái chiều về sự thay đổi này, có không ít khán giả cho rằng nếu táo quân năm nay vắng bóng nghệ sĩ nhân dân công lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả. Tôi không có ý chê diễn xuất của các diễn viên trẻ, vì họ cũng đều là những gương mặt nghệ sĩ đang được khán giả yêu mến, có cộng đồng fan riêng. Tuy nhiên, có những thứ thuộc về cảm xúc, là hoài niệm, là tình cảm đã ăn sâu suốt bao năm mà người mới khó có thể thay thế. Khán giả mờ, N ở Hà Nội viết, sự xuất hiện của chú Công Lý, Xuân Bắc với vai Bắc Đầu Nam Tào không chỉ là bảo chứng về mặt diễn xuất mà đã trở thành biểu tượng có ý nghĩa về mặt tinh thần mỗi khi Tết đến, xuân về. Một khán giả khác bình luận, khán giả, tê chăn chờ, chưa được xem diễn xuất của Trung Duồi, Duy Nam trong táo quân năm nay nhưng chỉ cần nghe đến thiếu cô đầu công lý là đã buồn lắm rồi. Giờ lại thêm sự vắng mặt của Nam Tào, phong vị táo quân liệu có còn được như xưa. Cả một bầu trời tuổi thơ xem táo quân là đã quen với hình ảnh công lý, Xuân Bắc đứng bên cạnh chú Quốc Khánh, các bạn diễn viên trẻ liệu đã đủ tầm để thay thế không? Bên cạnh những ý kiến hụt hẫng, thể hiện sự chăn trở, tiếc nuối thì cũng có những người tin tưởng vào dàn diễn viên trẻ các bạn có thể thấy hụt hẫng nhưng nếu còn muốn chương trình tiếp tục lâu dài thì phải chấp nhận sự thay đổi kiểu gì cũng phải thay lớp trẻ thôi cái này người ta gọi là bổ nhiệm có quy trình chưa biết có phải hai bạn đích xác thay vai nam tào bắt đầu hay được sáng tạo nhân vật mới với tên gọi khác nhưng hãy trao cho các bạn ấy cơ hội thể hiện mình hãy tin vào mắt nhìn người của các đạo diễn tin vào khả năng của các bạn diễn viên trẻ một lần xem sao Phóng viên dân trí đã liên lạc với nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc nhiều lần để làm rõ lý do nam nghệ sĩ vắng mặt trong Táo Quân 2022 thì được biết nam tàu rất buồn khi không thể tham gia chương trình lần này. Tôi rất buồn khi không tham gia được chương trình Táo Quân năm nay. Tôi nhớ khán giả truyền hình lắm. Rất may là tôi vẫn xuất hiện vào dịp Tết và có những món quà tinh thần để mọi người xem, nhưng thiếu vắng ở Táo Quân thực sự là tôi cảm thấy rất trống trải. Hẹn khán giả vào chương trình Táo Quân năm sau. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc bộc bạch. Trước đó, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng hài hước trả lời khi được hỏi về việc vắng mặt trong dàn Táo năm nay có một câu của nam tào trong táo quân đã nói rất rõ và rất hay nghe xôn xao gì rào thì đến chỗ gì rào xôn xao mà hỏi sao lại hỏi tôi tôi không có câu trả lời cho tin đồn này còn về phía nghệ sĩ nhân dân công lý chia sẻ với phóng viên dân trí anh cho biết hiện tại vẫn đang tập trung vào việc rèn luyện sức khỏe sau khi phải điều trị ở viện nhiều tháng ngày 16 tháng 1, chương trình gặp nhau cuối năm táo quân 2022 đã chính thức hé lộ thông tin sau buổi ghi hình đầu tiên những hình ảnh này hoàn toàn không có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú xuân bắc và nghệ sĩ nhân dân công lý xuất hiện bên ngọc hoàng là hai nghệ sĩ trẻ trung ruồi và đỗ duy nam táo quân với nhiều điểm mới hứa hẹn tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn đối với khán giả truyền hình trong dịp tết nguyên đán nhâm dần năm nay thiên đình có sự góp mặt của nhiều táo như kinh tế táo xã hội táo giao thông táo mạng táo giáo dục táo y tế táo nông nghiệp tuy nhiên trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh việc báo cáo cũng được điều chỉnh theo quy định giãn cách tránh tập trung đông người và không phải táo nào cũng có cơ hội được vào trầu đại diện truyền thông của vfc thông tin cho phóng viên dân trí